trưởng trong vai ông Lử, Thảo trong vai vợ ông Lử, và Dí trong vai mái con ông bà Lử, Duy Tổng trong vai trưởng thôn. Sau đây tiểu phẩm xin được bắt đầu.
trong trong bà nữa. Cũng mày nhà tôi bị con mẹ lừa bán sang Trung Quốc mất rồi. Chúng tôi biết rồi, trong trường bản.